có một chú cáo lão đỉnh chuyên lừa những con vật khác. Một hôm, cáo mời người bạn tốt của mình là Xếu đến nhà ăn tối. Xếu nhận lời và đi đến nhà cáo. Vừa vào tới cửa, Xếu đã thấy cả một đĩa súp đầy, thơm phung phức. Lại đây thưởng thức đi, cáo mời mọc. Nhưng mỏ của Xếu vừa dài vừa nhọn, nên nó không thể hút được tí súp nào. Kìa, sao bạn không hút đi? Nói rồi cáo ta liền ăn luôn cả phần của Xếu nữa. Xếu tức lắm, chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi. Mấy ngày sau, tới lượt Xếu mời cáo đến ăn tối. Cáo liền hoan hỉ nhận lời. Vừa tới nhà của Xếu, cáo đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Cáo còn thấy tất cả thức ăn đựng trong lọ thủy tinh cao cổ. Tới ăn đi nào. Nói rồi Xếu dùng những chiếc mỏ dài của mình để bắt đầu ăn. Mồm cáo thì lại quá to, nên dù cố gắng thế nào thì nó cũng chẳng xơi được gì, đành phải về nhà với cái bụng đói meo.